có giới hạn. Thường lặng sáng luôn thường biến thông, nó thường lặng lẽ thường sáng suốt và thường búa khắp biến thông, tức là búa khắp hết. Đó là bài kể kể lại cái diệu dụng của cái pháp thân. Đến bài kế: trong ánh tịch quang viên mãn giác, trên đảnh tỳ lô mặt tung hoành, hiện tại Như Lai luôn đối diện, tùy cơ cảm đến cứu vùng sanh. Nói rằng trong cái ánh tịch quang á, tịch quang là cái ánh sáng trong trẻo, sáng suốt, lặng lẽ, đó là cái tánh giác viên mãn của mình chứ không gì, cho nên gọi là viên mãn giác, tánh giác viên mãn của mình chứ không gì lạ. Trên đảnh tỳ lô mặt tung hoành, tỳ lô tức là tỳ lô giá na, là chỉ cho pháp thân. Nếu mà ai nhận được cái tánh giác viên mãn trong sáng lặng lẽ đó thì mình đang tung hoành trên cái đảnh pháp thân hay là trên ông Phật pháp thân của mình. Hiện tại Như Lai luôn đối diện, ngay hiện tại này Phật hằng đối diện ở chúng ta chứ không có vắng thiếu. Phật hiện ở nơi mắt, Phật hiện ở nơi tai, tất cả các cơ quan đều có Phật mà chúng ta không thấy. Tùy cơ cảm đến cứu vùng sanh, như vậy thì tùy theo căn cơ, tùy theo sự cảm ứng mà đến đó cứu độ chúng sinh. Bài cuối: tịnh độ rành rành ngay trước mắt, chẳng nhập khải tai đến Tây Nguyên. Chữ khải đi rồi đấy chứ. Pháp thân trang trọng siêu ba cõi, quá hiện Di Đà ngồi chính xem. Tịnh độ rành rành ngay trước mắt, chúng ta tu thì cứ ngỡ rằng tịnh độ ở bên cõi cực lạc phương Tây, chứ còn nếu xét cho kỹ thì tịnh độ ngay ở trước mắt mình chứ không đâu hết. Trước mắt mình là chỗ nào? Quý vị có thấy tịnh độ không? Thực ra tất cả chúng ta vì có cái nếp sống đang an trú trong cái nhà phiền não, cho nên nhìn ra cái gì cũng phiền não mà thấy tịnh độ. Thí dụ như ở đây ngày nào nắng thì quý vị than khô quá, mất đi tư kiểm, tư hoa, tư cỏ. Ngày nào mưa thì quý vị nói lầy lội quá, đi ra chơi không được. Như vậy thì nắng không bằng lòng, mưa cũng không chịu. Như vậy thì phải là phiền não không? Rồi thấy cái cây này, nó cái cây kia, thấy cây này nó có những con sâu đột, thấy những cây kia nó bị khô cành hoặc là rụng lá, rồi cũng thấy toàn những chuyện buồn phiền không? Phải không? Nhiều khi tôi nhìn được tôi tức cười cho mình. Thiên nhiên nó như vậy thôi, nó không có vui, nó cũng không có buồn. Thiên nhiên có vui buồn không? Mà mình thấy thiên nhiên rồi sanh vui sanh buồn. Như vậy thì mình sanh theo cái gì? Theo cái gốc phiền não của mình đó, phải không? Lúc nào muốn đi chơi thì muốn trời khô ráo, phải không? Lúc nào muốn tưới cây thì muốn trời mưa. Như vậy mình muốn không à? Mà muốn không được thì nổi phiền lên, trách trời trách đất. Như vậy thì đối với trời đất mình cũng không bằng lòng, muốn nữa là đối với những người xung quanh, phải không? Trời đất là cứ như vậy thôi, không có nói hơn, không có giành thua, không có gì hết, mà mình còn không bằng lòng, mình còn trách móc đủ thứ. Muốn nữa là những người xung quanh mình, họ có khi khỏe, có khi mệt, có khi vui, có khi buồn, mà làm sao mình vừa ý mà được, phải không? Lúc mình muốn vui mà thấy họ buồn cái bực rồi à, phải không? Rồi lúc mình buồn thấy họ cười cũng tức.
cái gì mình bằng lòng được hết. Bởi vì mình mang cái trùm một cái bao phiền não trên đầu mình rồi, cho nên nhìn cái gì cũng qua cái phiền não đó. Bây giờ nếu chúng ta khéo tu gỡ sạch cái phiền não ra thì nhìn tất cả cái gì cũng là cái đẹp, cái tốt. Trời mưa nó đẹp với trời mưa, trời nắng đẹp với trời nắng, người ta vui đẹp với cái vui, người ta buồn đẹp với cái buồn, người ta có quyền sao mình cũng cười được, mình cũng thích được. Thì như vậy đó, mình sống tự tại. Còn nếu mình ôm cái phiền não, mình nhìn thiên hạ, nhìn trời đất thì cái gì cũng phiền não không, phải không? Bởi vậy cho nên 50-70 người ở chung sao mà đi ra đụng đầu buồn, chưa đụng đầu giận, buồn giận cả nhà như vậy thì tu bao lâu nó hết, hết phiền não. Cho nên cái tu nó không phải là khó, mà khó là chúng ta mang cái tập kiến màu phiền não. Bây giờ chịu khó lọc cái kiến màu phiền não thì tất cả đều dễ trên, phải không? Quý vị nghĩ chúng ta đưa ngồi muốn yên, ai là dỗ dai hỏi chuyện gì đó, giận không? Giận không? Mình đưa ngồi yên là dỗ dai, mình hỏi chuyện khác để làm cho mình mất cái yên tĩnh, cái nổi giận lên. Mình nổi giận cái đã bị dỗ dai là không yên rồi, nổi giận cái nữa là càng không yên hơn nữa, phải không? Thôi thì cái dỗ dai hỏi gì nó cứ kéo rồi nó yên lại, cái nào chịu lo giận cái nữa. Thì như vậy mình cứ quanh co, mà quanh co được thì não hoài chứ có gì hết. Cho nên biết tu hay là khéo tu thì ở trên cõi thế gian này mở mắt nhìn đâu cũng là tịnh độ ở trên, đâu cũng đẹp, đâu cũng tốt, đâu cũng là thanh tịnh. Còn không khéo thì nhìn ở đâu cũng là ta bà khổ ở trên, phải không? Nhìn người này thấy khổ, nhìn người kia thấy khổ, bởi vì thấy họ vui mà trong khi đó mình không vui cho thì mình cũng bực rồi thì khổ. Rồi mình đương vui mà thấy người đó mặt cuốn sụ thì cũng bực thì khổ. Thì như vậy mình cứ bị người ta ở ngoài mà làm khổ mình, hay là tại vì mình mang cái kiếp màu phiền não rồi mình khổ. Tức là cái gì cũng qua kiếp của mình hết trơn nè. Người ta vui thì cái đó quyền người ta, người ta buồn quyền của người ta. Tại sao mình bắt người ta, mình vui bắt họ vui theo, mình buồn bắt họ phải buồn theo, không giống mình cái giận, phải không? Mà giống được không? Lên ngồi ăn cơm thì quý vị thấy bữa cơm ngồi xuống ăn, người thích đậu hũ, còn người thì lại thích rau muốn luộc, người thích cái này người thích cái kia, không ai giống ai hết. Thì như vậy cái khẩu vị không giống, rồi cặp con mắt cũng không giống, lỗ tai nghe cũng không giống nữa, mà mắt thấy tai nghe tất cả không giống đó, là đều là gốc từ phiền não. Chứ nếu gạt phiền não ra thì giống hết trơn, phải không? Không có gì khác nhau. Bởi vậy cho nên chúng ta gạt được phiền não ra thì ngay trước mắt mình là tịnh độ, thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui. Còn nếu không gỡ được cặp mắt phía màu đó thì đâu cũng là ta bà khổ ở trên, chạy xứ này cũng khổ, chạy xứ kia cũng khổ, thì làm sao để được vui? Cho nên nói rằng tịnh độ rành rành ngay trước mắt, người nào mà được thấy trước mắt mình là tịnh độ rồi, chẳng nhập khải tai đến Tây Phương, khải ngón tai cái tới Tây Phương liền. Quý vị Tây Phương ở trước mắt chứ đó, phải không? Pháp thân trang trọng siêu ba cõi, quá điện Di Đà ngồi chính xe. Người cái pháp thân thì trùng cấp, nếu mà thấy Đức Phật ngồi tòa sen, chính phẩm tòa sen đó là Phật quá thân chứ mới thực hiện. Phật pháp thân thì trùng cấp chứ không có chia ra cấp bậc. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu chúng ta không có đi tìm ở đâu, mà ngay ở trước mắt. Ngày nào quý vị không phiền não thì ngày đó cái gì chung quanh mình cũng đẹp hết. Còn ngày nào mà quý vị phiền não thì chung quanh mình cái gì cũng xấu hết, thấy người ta cũng dễ ghét, thấy cái gì cũng không bằng lòng hết trơn, phải không? Như vậy thì phiền não là gốc làm cho mọi sự vật nó đen tối đi. Đó là
là giải thích cho rõ cái tinh thần pháp thân. Bây giờ đặt câu hỏi, ở trong ba cõi trên trời dưới đất, cõi này phương khác, sáu đường bốn châu, quần sanh muôn loài, tất cả đều học Phật, chẳng biết Phật, chẳng biết thuở xưa Phật trước học ai mà chứng Bồ Đề, đời trong là Phật. Câu hỏi này nói gọn lại cho dễ nghe, nói rằng hiện giờ chúng ta tất cả đều tôn sùng Phật, đều học theo Đức Phật. Như vậy hồi xưa Phật học ai? Chúng ta học Phật, giờ Phật hỏi Phật học ai? Phật học ai mà thành Phật? Bây giờ chúng ta mới học theo Phật. Đó là cái câu hỏi rất là thú lý, khiến chúng ta phải lưu tâm. Đáp, câu đáp này thì nghe quý vị thấy hơi khó hiểu. Đáp, Phật vốn không học, do tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư, pháp thân rộng lớn, còn đầm thái như, trên không trong lặng nhiệm màu, lặng sáng không gì trên, cao vượt khỏi ba cõi, ngang khắp mười phương, suốt cả xưa nay, nhiễm nhiên thường trụ, vô vi vô tướng, chánh giác Bồ Đề, chẳng sanh chẳng diệt, ứng hiện còn mãi, tuyệt không gì sách bằng, đời tôn là Phật. Chữ rồi đổi lại chữ lại, lại nói Phật là tánh giác, chúng sanh là mê tình, tình mê. Phật giác ngộ, pháp tánh tròn sáng, lóng trong, nhất như không tịch, chúng sanh thì mê tình bỗng khởi, mãi mãi thọ thân trong ba cõi. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói thanh tịnh sẵn vậy. Cái câu này sửa chút, tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Thanh tịnh sẵn vậy, tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Như vậy thì cái câu trả lời hỏi Đức Phật học ai, thì đây trả lời rằng Phật không có học ai hết. Phật không học ai hết. Mà không học ai, tại sao Ngài thành Phật? Do Ngài tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư. Do Ngài tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư. Mà khi tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư rồi, thì Ngài mới nhận ra được cái pháp thân rộng lớn, tròn đầm thái hư, là chân không tâm lặng nhiệm màu, vân vân. Như vậy Phật không học ai, mà Ngài tỏ ngộ được cái trí vô sư của mình. Vô sư là không thầy, không thầy thì học ai, phải không? Từ tỏ ngộ được cái trí vô sư mới nhận ra được cái pháp thân rộng lớn trùm khắp, tất cả thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, cho nên đời tôn xin Ngài là Phật. Bây giờ quý vị nhớ, quý vị có trí vô sư không? Có. Mà trí đó nó có sáng chưa? Nó có tỏ ngộ được cái trí vô sư chưa? Có mà sao không ngộ? Cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật ngày xưa, tuy nhiên lúc học đạo thì Ngài cũng đi học, tức là lúc còn làm thái tử rồi đi tu, Ngài cũng tìm tới các ông tiên thời đó để học. Nhưng mà khi học theo những vị tiên đó thời gian, Ngài tu bằng họ, rồi Ngài thấy chưa có đúng với cái mục tiêu của Ngài đi tìm kiếm từ buổi ban đầu, cho nên Ngài từ giả họ, Ngài đi nơi khác. Ngài đi nơi khác, Ngài thấy rằng ở Ấn Độ thời đó người ta trọng cái khổ hạnh, nói khổ hạnh là trên hết. Ngài thử thực hành khổ hạnh coi có đạt được một đích giải thoát đó không. Vì vậy mà một thời gian dài Ngài tu khổ hạnh,
cho đến nghĩa là ăn uống rất là đạm bạc, da thịt không còn, nghĩa là thân không còn thịt mà chỉ còn da bọc xương, cho tới lông tóc đều rụng hết đó. Rồi Ngài thấy cái tu đó nó chỉ đưa tới cái chỗ làm cho Ngài phải ngất xỉu, không có thấy được cái đạo lý gì hết, cho nên Ngài bỏ, Ngài không tu, nó khổ hạnh. Như vậy những người dạy Ngài, Ngài thấy chưa đạt mục đích, Ngài từ giả họ đi. Tu khổ hạnh cũng không đạt được mục đích, Ngài từ bỏ. Chỉ sau ngày Ngài ăn uống thường lại, thường tức là Ngài ăn một bữa ngọ, rồi Ngài đi ngồi thiền, tọa thiền dưới cội Bồ Đề, rồi đêm thứ 49 Ngài tỏ ngộ, ngộ được, ngộ ngộ cái gì? Ngộ được pháp thân. Mà cái tỏ ngộ ai dạy Ngài? Do cái trí vô sư mà sáng ra được. Cho nên khi ngộ đạo rồi thì Ngài tuyên bố rằng ta học đạo không có thầy, ta học đạo không có thầy, tức là do cái trí vô sư mà phát ra, chứ không phải thầy dạy mà có. Như vậy do tâm thiền định rồi cái trí vô sư nó sáng tỏ, trí vô sư sáng tỏ, ngộ được pháp thân, cho nên thành Phật. Cái điều này thì chúng ta thấy cái mục đích của Đức Phật đi tu là cốt giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì cái tu đó phải tìm cho ra cái thể bất sanh bất diệt, thoát ly sinh tử thì mới đạt được cái mục đích. Mà đối với các vị tiên giải ngày tu thì hoặc là giải tu chứng được tứ thiền, được sanh về cõi trời sắc giới, hoặc là phi phi tưởng, được sanh về cõi trời phi phi tưởng, thì như vậy chưa phải đúng cái mục tiêu Ngài muốn giải thoát sinh tử. Điều vậy mà Ngài từ giả họ Ngài đi. Rồi sau này khi mà Ngài tu ngộ được cái trí vô sư rồi thì mới thấy rằng mình có cái pháp thân chưa từng sanh, chưa từng diệt mà trùng khắp tròn sáng. Thì như vậy cái pháp thân đó là cái thể bất sanh bất diệt, đó là giải thoát sanh tử. Cho nên ngang đó Ngài tuyên bố Ngài thoát ly sinh tử, không còn phải trở lại trong tam giới nữa. Đó là đúng cái mục tiêu của Ngài đi tìm kiếm. Như vậy thì cái pháp thân mà Ngài ngộ được đó là từ cái trí vô sư, cái trí không thầy. Nói như vậy thì chúng ta cứ biết rằng Phật có cái trí vô sư, còn hình hình nơi mọi người có trí vô sư hay không? Nếu quý vị nhớ những nhà bác học hiện tại có những vấn đề muốn tìm hiểu mà không có ai dạy, trước đó không ai biết, không ai dạy, mà các ngài muốn tìm cho ra cái đó. Cho nên có nhiều nhà bác học đóng cửa phòng, đóng cửa nhà phòng thí nghiệm, rồi suốt năm suốt tháng ở trong đó nghiền ngẫm cho tới khi nào nó phát sáng được thì gọi là phát minh. Thì như vậy cái phát minh đó ai dạy? Nếu có người dạy thì không gọi là phát minh, phải không? Phát minh thì không có người dạy, mà phát minh được một cái mới không do người dạy thì có phải là từ trí vô sư không? Thì cái phát minh đó là trí vô sư. Thì như vậy người nào mà biết dồn tâm lực mình cho được an định trong một cảnh, một ngày nào đó nó phát minh ra cái sáng, rồi biết được cái gì mình muốn biết, thì lúc đó gọi là trí vô sư. Thì cái trí vô sư ai cũng có hết. Cho nên chúng ta ngày nay tu tọa thiền, dồn tâm mình ở trong cái cảnh yên tĩnh, trong cái yên tĩnh đó
một phút giây nào nó bỗng sáng ra, thì chừng đó mình mới thấy cái lâu nay mình tìm tưởng đâu xa mà không ngờ nó sẵn ở trước mắt mình, phải không? Ở trước mặt mình thì nhận ra được cái đó thì ai dạy? Ông thầy dạy cũng được, phải không? Mà ông Phật dạy mình cũng không được. Mình chỉ mình tâm trong sáng lặng lẽ rồi tự nó thấy, tự nó nhận ra. Bởi vậy cho nên nó tu là cố định cái tâm loạn tưởng để cho nó yên tĩnh, rồi cái trí vô sư bỗng dưng nó sáng, thấy được cái chân lý, chứ không ai dạy nó được hết. Chúng ta học chỉ là phương pháp để làm cho mình tránh được phiền não, làm cho mình tâm được yên định, chứ còn cái trí vô sư không ai dạy cho mình được hết. Chỉ mình định tâm rồi nó sáng ra. Như vậy cho nên người tu thiền là chốt định tâm, cho nên nó thiền định là vậy. Như vậy thì ai có qua cái đó rồi thì đều thấy rõ, không nghi ngờ cái trí vô sư của mình. Thì tôi nói lớn là ngộ được cái pháp thân hay là ông chủ nhân của mình hằng ở trước mắt. Còn nói nếu nó nhỏ thì những vấn đề mình học trong kinh, câu nào hoặc là bài kệ nào mình học mà nghe chưa hiểu bất chợt thì ngồi thiền để sao yên lại cái đó, hiểu hết trần câu đó, hiểu khác không thầy dạy nữa, thì như vậy chắc ai dạy mình lúc đó, đó là trí vô sư, phải không? Như vậy thì kiểm lại, chúng ta sẽ thấy nơi mình sẵn có trí vô sư, nhưng mà mình nghi cái nhỏ thì mình phát minh được cái nhỏ, nghi cái lớn thì phát minh được cái lớn. Đó là cái trí vô sư, chứ không phải ai đem cái gì đến cho mình hết, không phải là cái mới lạ, mà chính là cái sẵn của mình. Nói như vậy để cho quý vị hiểu Phật là cao siêu. Tại sao cao siêu? Vì Ngài tỏ ngộ được cái trí vô sư, rồi nhận ra pháp thân độc pháp. Mà chính cái trí vô sư đó là pháp thân giống gì hết. Vì vậy mà nói người đời tôn Ngài là Phật. Đó là cái câu mà tôi mới đặt cho một cái chùa để ở trước cái bàn Phật đó. Tôi gọi là vô sư trí vi tôn. Và đó là cái ý nghĩa này. Như vậy thì nhờ nhận ra hay là nhờ được cái trí vô sư mà chúng ta nhận được cái pháp thân trùng khắp của mình, thì cái đó gọi là Phật. Phật đó là Phật pháp thân, Phật đó mới không sanh không diệt. Còn như Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Phật đó, đó có sanh diệt không? Mà Phật Thích Ca nếu Ngài không sanh không diệt thì tới giờ mình gặp Ngài rồi, phải không? Như vậy thì Phật Thích Ca cũng là Phật sanh diệt, chỉ có Phật pháp thân mới có sanh mới diệt. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có Phật pháp thân, mà ai cũng có cái thân phàm thế tục này. Như vậy thì cái thân phàm thế tục là cái thân sinh diệt tạm bợ, còn cái pháp thân là cái bất sanh bất diệt, thoát ly sinh tử. Đó mới là cái tối thượng, ai đạt được cái đó gọi là chứng Phật quả. Còn nếu mang cái thân này, chỉ nhận hiểu được cái thân này mà không ngộ được pháp thân, thì dù học giỏi tới đâu, tài năng tới đâu cũng chưa phải là Phật. Đó là nói cho tất cả hiểu rõ cái ý nghĩa này. Giờ đây tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm, tức là thanh tịnh sẵn vậy, tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Bởi vì trong nguyên danh chữ Hán thì Lăng Nghiêm là thanh tịnh bản nhiên, khốn sanh sơn hà đại địa. Thì nói rằng các bản thể đó
thánh dạy, tại sao lại còn trở sanh ra núi sông quả đất, con người muôn vật? Thì đây trả lời dạy rằng chân tánh lóng trong, vốn không có mờ tối, vọng từ không dấy lên mà cảm đến gió thức, xong do gió thức thổi cho tâm động, nhân tâm lai động mà kích phát thêm gió cảm, nhân gió cảm nổi dậy mãnh liệt nên khởi vọng niệm, do một niệm vọng sanh mà quả chữ đó mà ba cõi bắt đầu thành lập. Ba cõi bên trong là sắc thân của ta, ba cõi bên ngoài tức là trời đất, thế giới núi sông quả đất, hết thải muôn vật. Thì đây cái câu trả lời hỏi tại sao nó là thanh tịnh bản nhiên mà lại trở sanh ra núi sông quả đất, thì đây trả lời rằng đứng về mặt chân tánh thì nó là lóng trong, nó vốn không có mờ tối. Thì vậy bởi là thanh tịnh bản nhiên, nhưng mà vọng từ không dấy lên mà cảm đến gió thức, cái vọng từ chỗ cái tâm rỗng lặng đó mà nó dấy lên thì do đó mà sanh ra có gió thức, rồi gió thức cơ thổi làm cho tâm động, nhân tâm động, nhân tâm lai động mà kích phát thêm gió cảm, nhân gió cảm nổi dậy mãnh liệt nên khởi vọng niệm. Thì nói một hồi quý vị nghe cũng không biết làm sao, phải không? Bây giờ chúng ta có thể tìm một cái gì dễ hiểu gần gũi chúng ta để mà thấy tại sao đang yên lặng rồi cái chợt sanh ra cái gió, gió cảnh, gió thức. Thì tất cả quý vị nhớ lại mình, có những khi mình đang ngồi yên tâm không nghĩ gì hết trơn, thì lúc đó cái tâm nó là yên tĩnh. Bất chợt sao đưa yên tĩnh, cái bất chợt nhớ cái gì đó, cái dấy lên cái này sao nữa, nhớ cái gì đó dấy lên rồi dừng hay là nó đi nữa. Nhớ cái gì đang ngồi yên tĩnh không có cái niệm gì hết, bỗng nhớ cái chuyện gì hôm kia hôm qua, vừa nhớ một cái dấy lên, dấy lên cái đó bắt đầu theo phân biệt chuyện hôm qua đó như vậy là hay hay là dở, là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai, vân vân. Thì đó là gặp cái gió cảnh nó thổi tới nữa, từ cái gió cảnh nó thổi tới nữa cái tâm mình nó động, mình động cái lúc đó cái khởi suy nghĩ, nhận xét như vậy là chuyện là hôm qua đó nó là dở, là nó là hay, nó là đúng hay nó là sai, thành ra có cái vọng tưởng nhất định. Vì vậy mà nói nên khởi vọng niệm, mà từ cái vọng niệm rồi thì liền sao vọng sanh mà ba cõi bắt đầu thành lập. Từ cái vọng nó sanh ra ba cõi bắt đầu thành lập, và ba cõi đó bên trong là sắc thân, bên ngoài tức là trời đất núi sông muôn vật. Thì như vậy để nói lên cái buổi ban đầu thì chúng ta lúc đó chưa biết nó sao hết, mà chỉ lấy cái hiện tại mà mình phỏng, mình đoán để mà biết sơ sơ, thấy mình có những phút tâm rất là an yên tĩnh không có chuyện gì, bất chợt nó dấy một cái niệm, thì cái dấy niệm lên đó tức là cái gió thức nó nổi dậy, dấy niệm cũng là gió thức nổi dậy, mà dấy niệm rồi cái thì duyên theo cái cảnh, thì cảnh đó thì gặp là bị cái gió niệm cảnh nó đưa đẩy, rồi cái khởi phân biệt rồi cái thành vọng tưởng rồi có ba cõi, nó cứ như vậy. Còn mình bây giờ thì nó không có ba cõi, vọng tưởng rồi thì sao? Nếu đang ngồi yên, dấy niệm nhớ lại hôm qua ai nói một câu mà hồi đó mình quên suy nghĩ, không biết là hay dở,
nhẹ, mình chưa có quên suy nghĩ. Sau đó thức tỉnh, nói cho mình thức tỉnh, mình qua. Ra bây giờ ngồi, đưa ngồi yên đi. Trực nhớ lại cái chuyện ấy, đem so sánh, cái câu đó nó nặng hay nhẹ. Và khi so sánh mình thấy, à, như vậy hôm qua nói mình như vậy là khi mình, hoặc khi mình thì lúc đó là sao nữa?